Hello, xin chào các bạn. Mình đang ở tại Singapore. Hôm nay mình sẽ làm bánh cuốn ở Singapore làm bằng chảo chống dính. Nguyên liệu gồm có bột bánh cuốn nha các bạn. Ở tại Singapore bột bánh cuốn là của Việt Nam. Thịt heo bằm, nấm mèo, hạt nêm, dầu ăn, tỏi bằm, hành tím bằm, ăn kèm chung với chả lụa như lan, rau thơm, giá trụng và hành phi, nước mắm. Bây giờ mình làm bột, cắt bột trước nha. Mình pha bột để 15 phút cho bột nó nở. Xong rồi mình xào nhuyễn. Một chai nước này có 500ml nước ha các bạn. Mình hai chai nước là 1 lít nước. Và ở đây mình có để một ca nước là 500ml là 1 lít nước. Xong rồi một muỗng dầu ăn để chung với bột. Trộn đều để 15 phút cho bột nó nở. Ok, bây giờ mình cắt nấm mèo. Bây giờ mình bắt đầu xào thịt nha các bạn. Bây giờ mình xào nhuyễn nha các bạn. Dầu ăn. Thank you.
để cho nó thơm chứ. Xong là hành tím. Nó thơm rồi các bạn để thịt vô, đừng để cho nó cháy tỏi nha các bạn, cháy tỏi là nó bị khét. Cho nó chín, chín rồi mình để một, mình cuốn rồi để cho tấm thớt cũng được, làm dầu ăn bên trên tấm thớt cho nó không có chín.
làm dầu ăn lên trên thấm thớt cho nó một chút, mình để bánh lên trên thấm thớt mình gói các bạn. Ok, bây giờ mình để cho nó nguội một chút rồi mình bắt đầu mình để nhân vô nha các bạn. Mình gói lại, để nhân vô. Được một cái nè các bạn. Bây giờ mình sẽ làm cái thứ hai, ok? Cái thứ hai, cái ba thứ ba, thứ tư, ok? Ok, các bạn ơi, mình sẽ làm được 4 cái rồi nè các bạn. Nè các bạn nhìn đi, rất là đẹp. Rất là đẹp. Bây giờ mình cắt cho các bạn xem nhé. Mà nó rất nóng các bạn. Trước đầu tiên mình để giá trộn. Nếu các bạn nào thích ăn nhiều mình để nhiều, ăn ít để ít được, không sao, giá trộn. Xong rồi mình để rau thơm, mình cắt rau thơm mình bỏ lên trên. Biết là không nhỉ? Mình cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ để hành phi lên trên trước. Đỡ mình một chút nha. Bây giờ mình sẽ cắt chả lụa như lan. Thank you.
luộc với lan xong rồi các bạn. Bây giờ mình chế nước mắm lên. Đây là nước mắm chua ngọt. Nước mắm chua ngọt chế lên trên mặt. Mình đã hoàn thành xong một dĩa bánh ướt rất tuyệt vời. Các bạn ơi, bây giờ mình ăn thử cho các bạn xem nhé. Bánh ướt kèm với chả lụa. Rất là ngon các bạn. Bé đừng quên, nó ngon, thịt vừa ngon, chả dai và thơm nữa các bạn. Còn bánh ướt dai và mềm, rất tuyệt vời, rất là ngon các bạn ơi, rất ngon. Và giá trụng, mình sẽ ăn chung với giá trụng nè, giá thơm nè. Rất là ngon. Mình rất thích. Ok, nếu các bạn thích video của mình, hãy bấm nút đăng ký kênh miễn phí để có video mới nhất ở lần sau nhé. Bye bye các bạn.